Đây là nhà máy sản xuất bạch nha công nghiệp nằm trong cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đồng Tây của thành phố Quảng Ngãi, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện xả thải các chất độc hại ra môi trường. Vừa qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này. Theo đó, vào cuối tháng 12 năm 2023, đoàn kiểm tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của nhà máy sản xuất bạch nha công nghiệp thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sinh Lộc. Sau khi lấy mẫu và phân tích thì phát hiện trong mẫu nước thải có nhiều thông số các chất nguy hại vượt quá ngưỡng quy định. Ngoài thành phần có chứa chất cyanua vượt trên 21 lần quy định thì nhiều chỉ số khác như chỉ số chất nitơ, lượng chất rắn và chỉ số BOD vượt quy chuẩn kỹ thuật từ gấp đôi cho đến gấp 4 lần cho phép, dẫn đến nguy cơ gây hại cho môi trường xung quanh. Với những lỗi vi phạm trên, doanh nghiệp bị phạt hành chính với tổng số tiền lên đến 330 triệu đồng. Đồng thời, buộc doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm theo quy định trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định. Được biết trước đó, vào tháng 10 năm 2019, lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang doanh nghiệp này xả nước thải không qua xử lý ra thẳng môi trường.